trên đồ mà em ăn chọn bao tử là anh biết rồi. Rồi bây giờ mình chơi thử thách đi. Trong vòng 5 giây mình làm sao mình đưa được hết miếng chả cá này vô miệng một lần luôn. Trời, anh có cái này em phải thử, cái này là như bình thường. Bình thường em cũng đưa một miếng chả cá to lắm á. Miếng chả cá to lắm. Thử 5 giây mà một miếng chả cá vô họng, 5 giây lùa một lần chén vô họng luôn. Lê Trang đã từng làm thử thách đánh nhau. Dạ, kêu anh quay qua chỗ khác anh may luôn, là thồn hết vô miệng luôn. Em nghĩ miếng chén vô họng còn được, nó không chỉ là một miếng chả cá vô họng. Bún bò. Ồ, chị bún bò. Ủa em sao hôm nay không ăn bún bò mà em ăn chả cá vậy? Trời, bún bò này hết sớm đi, ăn chả cá đế vương nè mọi người. Vậy hả? Ủa, động cơ nào đã dẫn em đến quán anh? Trời, thật ra là mọi người cũng biết là bữa em được đi ăn một lần là ốc đoàn tim của gia đình Phục Xúc. Anh chạch này mình có nắc vô. Nani? Em ơi, cái nắc là cái khác, cái nó nặng á em, nặng nè. Cái nắc là cái á là khác. Nặng với dắt em cứ lộn đó. Em giận như em bắt vô. Đó là bữa đó là do là lần đầu tiên. Mà anh mở cả năm trời rồi mà không thấy em. Bây giờ là tại vì ai cũng bận rộn hết á anh. Ừ. Rồi bị sắp ở nhà nữa. À bữa là đóng phim xong cái được phát với lại tiếp mời đi ăn rất là ngon luôn. Hôm nay thì mời lại là cô giáo với lại cô giáo của cô em. Cô giáo với lại bạn trai em. Wow. Trời, cô giáo, bạn trai với con trai em đi ăn. Thì em có nói trước mọi người là quán của anh Khang ngon lắm, thật sự thì mọi người thấy nào, món á rất chung, tập trung vô những cái món gọi là đặc thù của quán luôn, chứ không phải là bán lẩu rồi cơm rồi súp như những cái nhà hàng khác, nhưng mà món ít nhưng mà rất là ngon. Cảm ơn em, đây là có món xà lách da cá để mọi người được ăn nè. Bailey sẽ rất là thích món này tại vì Bailey ở nhà hay order món này. Ủa, Ly hay gọi về hả? Dạ không, cái nào có cái món này nè. Cái món không ăn được cái combo này, nhưng mà cái món snack này nè, da cá này là tụi em hay mua cái gói ở cái cửa hàng ăn. Rất là thích món này. Còn cái món này là những Bailey chưa ăn ở ngoài đúng không? Đó, cái này đặc sản nha, em rất là thích món này nha. Mà hôm nay là em rất là thích cái món bao tử cá lăng. Mà hết rồi. Nói chung là nghe nó là hiếm lắm, phải tới sớm. Ít lắm, tại vì món nó ai cũng order hết. Dạ, cho nên tới không kịp hết, không sao. Bao tử cá pasta cũng được nha. Với lại anh nghĩ là bao tử cá lăng nó nhỏ, cái miệng em nó cũng tròn trịnh á. Em ăn kiểu bao tử cá pasta thì nó vừa. Vậy hả? Không chịu ăn cái thịt cá, ăn cơm không. Vậy hả? Nuôi tốn tiền lắm. Trời ơi. Con ơi, vậy là con phải đòi ba mẹ dẫn đến nhà hàng chú thường xuyên nha, con trai. Với lại gì của mọi người? Ngoài cái này ra còn cái chả cá đế vương. Rồi lẩu cháo. Lẩu cháo thì chưa ăn. Ủa trời, cháo ngon xuất thần. Nhưng mà vì ăn lẩu sợ ăn lẩu mau ăn cháo. Bữa sau đi sẽ ăn cháo. Bữa sau là thích ăn lẩu. Trắng miệng nha. Bữa ăn lẩu rất là ghiền luôn. Rất là ngon. Thật sự em không phải là em quảng cáo nhà đây. Thật sự luôn, ăn ngon, thích quay lại và khuyên mọi người là nên tới đây ăn thử một lần. Rồi. Mọi người sẽ thích nhiều lần luôn. Cảm ơn em. Dạ. Còn món chè bự với lại tàu phớ. Dạ. Bữa với tàu phớ nữa nha. Đúng rồi, chút xíu ăn tàu phớ đi. Tàu phớ, chè bưởi. Trước em ăn chè bưởi, đây bữa em ăn tàu phớ rồi. Bưởi to lắm, bên anh bưởi to lắm, chắc lắm. Thích cái gì to to anh thích đó. Nhìn độ mà em ăn chọn bao tử anh biết rồi. Rồi bây giờ mình chơi thử thách đi. Trong vòng 5 giây mình làm sao mình đưa được hết miếng chả cá này vô miệng một lần luôn. Trời, anh có cái này là cái nào phải thử. Cái này là như bình thường, em cũng đưa một miếng chả cá to lắm á. Miếng chả cá to lắm. Em có thử 5 giây mà một miếng chả cá vô họng. 5 giây lùa một lần chén vô họng luôn. Lê Trang đã từng làm thử thách đánh nhau. Dạ, kêu anh quay qua chỗ khác anh may luôn. Đó là thồn hết vô miệng luôn. Em nghĩ miếng chén vô họng còn được. Nó không chỉ là một miếng chả cá vô họng. Đó, một miếng thì là nha. Rồi. Em cái này nhét vô không vừa miệng đâu, to quá. Anh để em. Nói chung là có thực mới giật được đạo nha các nhà. Để sợ. Đó, miếng đậu phộng lên. Ôi miếng mắm này ha. Ngon giờ khúc này mình có thể giả bộ mình quay. Ôi bên kia có gì đẹp vậy? Ok đó. Liếm. Ôi nhìn ăn ngon dễ sợ. Không quay được cái khúc mà bỏ hết vô miệng luôn á. Mọi người
mà thấy cái họng của em mọi người biết mà. XL, dễ sợ thì thôi chúc gia đình ngon miệng nha. Cảm ơn anh Khang.